Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Knew 24 giờ. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời với kênh của chúng mình nhé. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật những thông tin nóng nhất có trong ngày hôm nay. Khi các bảng xếp hạng nhạc số Hàn Quốc thuộc hệ thống iChart có nhiều sự cải tổ hơn, thành tích Perfect On Cue ngày càng khó đạt được. Chính vì vậy trong năm 2020 dần đi đến hồi kết, nhưng tính đến nay mới chỉ có 8 bài hát đạt được Perfect On Cue. Bạn biết được bao nhiêu bài trong số chúng? IU với Give You My Heart. Được phát hành vào ngày 15 tháng 12 năm 2020, Give You My Heart của IU đã nhận được 11 lần Perfect On Cue. Đây là một trong những bài hát nhạc phim hay nhất năm xuất phát từ bộ phim nổi tiếng Hạ Cánh Nơi Anh. Blackpink, How You Like That. Được phát hành vào ngày 26 tháng 6 năm 2020, How You Like That của Blackpink đã ghi nhận 12 lần Perfect On Cue, đánh dấu sự trở lại âm nhạc của nhóm sau 14 tháng gián đoạn. Bài hát này thu hút được sự quan tâm của đông đảo công chúng trong một thời gian dài. Đây cũng là bài hát đầu tiên của một nhóm nhạc idol giành được Perfect On Cue trong năm 2020. Mirani, Moonman, Kundipanda, Must Venom, VVS. Phát hành vào ngày 21 tháng 11 năm 2020, VVS đã được 126 lần Perfect On Cue. Đây là một bản hit được phát hành từ show Show Me The Money mùa 9. Refund Sister với ca khúc Don't Talk Me. Được phát hành vào ngày 10 tháng 10, Don't Trust Me của Refund Sister đạt được 130 lần Perfect On Cue. Điều này khiến cho Refund Sister thành nhóm nhạc nữ đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc có bài hát vượt qua con số 100 Perfect On Cue. Đây cũng là một nhóm nhạc dự án do Yoo Jae-suk thành lập, bao gồm thành viên Eum Jung-hwa, Lee Hyori, Jessie và Hwasa của Mamamoo. IU và Suga với ca khúc S. Được phát hành vào ngày 6 tháng 5 năm 2020, S của IU có sự góp mặt của Suga BTS đạt được 134 lần Perfect On Cue. Đây được xem là một trong những bài hát hợp tác đỉnh cao nhất của năm 2020 nhờ vào giọng hát tuyệt vời của IU và kỹ năng sản xuất và rap của Suga. SS Akaba với ca khúc Summer Big Again. Được phát hành vào ngày 25 tháng 7, Big Again của SS Akaba đạt được 208 lần Perfect On Cue. Đây là bài hát đạt Perfect On Cue nhanh nhất trong năm nay khi chỉ mất 37 giờ để có được Perfect On Cue đầu tiên. Đây là nhóm nhạc dự án bao gồm 3 siêu sao của Hàn Quốc là Yoo Jae-suk, Lee Hyori và Biren. Zico với ca khúc Any Song. Được phát hành vào ngày 13 tháng 1, Any Song của Zico đạt được 330 lần Perfect On Cue. Đây cũng là bài hát đầu tiên của năm 2020 đạt được thành tích Perfect On Cue này. Bài hát này từng thống trị kỷ lục ca khúc nhiều lần Perfect On Cue nhất lịch sử Hàn Quốc trước khi bị Dynamite của BTS vượt qua. Và cuối cùng là BTS với Dynamite. Được phát hành vào ngày 21 tháng 8, Dynamite của BTS đạt được 610 lần Perfect On Cue. Đây là bài hát đầu tiên và duy nhất trong lịch sử Hàn Quốc vượt qua cột mốc 400. Dynamite còn được cho là một trong những bài hát đỉnh cao nhất trong lịch sử K-pop vì không chỉ thống trị bảng xếp hạng nhạc số Hàn Quốc mà còn đạt top 1 Billboard Hot 100 và giúp BTS nhận được một đề cử Grammy. Bạn đã nghe qua bao nhiêu bài hát trong số 8 bài hát đỉnh cao nói trên của năm 2020? Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Hãy để lại ý kiến đóng góp của các bạn thông qua phần bình luận bên dưới nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để luôn được cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày đến từ Knew 24 giờ nhé.